Ok, rồi anh sóc lại một lần nữa không? Tại vì mình có những cái vé mới mới bỏ vô. Bé, rồi các con chia ra đứng giữa đi cho chú. Rồi, các con, bây giờ bé nào bước trước? Con, đứng bên đây, sát qua đây cùng chú, sát qua đây sau lưng chú nè. Cho bé nhỏ này bước trước đi con, bước trước đi một tấm. Chọn tấm nào? Rồi, bước đi. Thích tấm nào? Rồi, đến đây, đưa chú đây, chú đọc số luôn. Ok. Rồi, con đi xuống. Con đi xuống dưới. Ok, con được rồi, con đi xuống dưới. Con học chịu xuống kìa. Đó. À, với cái tên là Trang Nguyễn, anh bấm giùm số phone với em, Trang Nguyễn. Ok, với số phone là 206-458-0409. Gọi thử coi, 206-458-0409 với địa chỉ là 446 tại thành phố Renton. Thì sao? Không, thì con để đó rồi, hồi con lấy sao? Hồi nhớ cho con thêm chăn nha. Xin lỗi quý vị. Tượng Phật nữa hả? Ok rồi, tặng luôn. Có khán giả là tặng luôn. Quà của chùa cho bao nhiêu, tặng hết bao nhiêu. Có thêm thì con tặng thêm. Bây giờ gọi liền ha, làm sao? 206 thử đi, số đầu tiên 206-458-0409 có mặt ở đây không? 206-458-0409 thử đi. Trang Nguyễn anh chị đang ở đâu? Ok rồi, còn xuống cái một cái. Rồi, con nhanh lên, chúng ta bây giờ chan một liền. Rồi mình xào xào lên nhé. Tại vì mấy đứa bé nó cứ bóc ở trên không à. Ok, cái này lại không có tên mới chết chứ. 206-434-6190 206-434-6190 gọi giúp giùm em. 206-434-6190 Dạ. Yeah. 434-6190 nha. Rồi, con mới bóc phải không? Không có tên. Rồi, con xuống. Không có tên anh ơi. Vé số ghi mà không có tên. Quý vị có thể kiểm duyệt lại sau khi Tứ Hiền mà. Rồi, không ai bóc phone. Rồi, hai giải rồi. Ok, con bóc đi con. Rồi, đấy, đây, chú đọc. Cũng không có số phone, không có tên luôn. Số phone là 425-638-3695. Không trường luôn. Ai? Không trường luôn. 425-638-3695. Không trường luôn. Cúng dường luôn. 638-3695. Cúng dường luôn. Cúng dường luôn. Cúng dường luôn. Cúng dường. Không, em lên đây, bước lên đây. Nếu mà cúng dường thì cũng bước lên đây, cầm nhận món quà rồi cúng dường lại. Muốn làm gì làm thì cứ lên đây để nhận món quà đi rồi cúng dường. Lên đi. Chạy lên đi. Thầy nói cúng chùa thì cúng chùa. Nên, gấp giùm anh. Em phải có cái cùi đâu, hoặc là cái số phone em có nhả lời phone cho anh thấy là cái phone này của em không? Hả? Số phone của ông nội hả? Mà ông nội đâu? Ông nội đây, bước lên đây với con đi hơn. Một chàng hóa tay lớn cho ông nội với em. Ông nội còn cái cùi không? Cái cùi bỏng mà xe. Bây giờ ông nội có không gì cái phone đi, anh gọi ông nội có bắt được không? Cái phone của ông nội giờ. Cái phone reo không? Sao con gọi không được? Đó, ông nội nói vẫn còn quớn quý vị ơi. Yeah, đâu. Cái số là 09110. Không, bây giờ chỉ cái số phone là được rồi nè. Đúng cái số phone này đâu, bây giờ số phone reo đi, anh gọi đi.
638 3695. Rồi rồi. Rồi Chùa Dược Sư. Đưa cho khán giả xem Chùa Dược Sư. Ok, một tràng pháo tay thật lớn. Rồi, nội chọn một món quà hoặc là các Phật tập của trên không. Thôi, đi lấy một cái lấy hơn nha, của chùa Phật tập của Thiên Nhiên Phật Ngọc. Hoặc là bức ông nội thích tấm nào kỳ lân nha, lấy hơn. Rồi, con bóc một cái đấy. Rồi, cảm ơn con. Tên là Bình Phạm, với số phone là 206-372-8052. Bình Phạm 206-372-8052. 206-372-8052. Có ai đây không? Đâu, Bình Phạm đâu? Bước lên, nhanh lên, kiếm giùm em. Rồi. Rồi, Bình Phạm bước lên đây. Rồi, anh Bình Phạm. Anh tránh make sure là anh tránh make sure. Đắt giùm em. Rồi. Ai mà bóc rồi thì xuống dưới giùm chú nha. Ok, rồi, bóc cái tay. Bóc chưa? Chưa bóc mà. Chết bà lại không có số phone chứ. Tại sao lại không có số phone? Cái tiếp cận số bây giờ đây là không có số phone, có số tiếp cận thôi. 07563 07563. Rồi rồi, bây giờ tôi sẽ bỏ cái số này vô, quý vị sẽ theo dõi trên báo nha. Không có tên và cũng không có số phone anh. 07563. Thôi cái quảng cáo đi, rồi ai sẽ là người chúng có cái số này trên báo thì cái tới chùa nhận quà nha. Rồi con tiếp gái áo đỏ. Bóc đi con. Còn một tiếp cận thôi. Bóc lại đi, một cái thôi con. Rồi ok, anh Bình lấy món quà nào anh Bình thích nha. Giúp giùm em. Kỳ lân hoặc là mặt Phật Ngọc. Anh thích cái nào? Giúp giùm em. Tên là Dũng Trần, với số phone là 206. Thấy hơi quen quen nha. 383-5939. Phật Ngọc hả? Anh lấy cái hộp Phật Ngọc. Không, Phật, anh muốn cái đó hả? Muốn cái đó anh lấy cái đó. 383-5939. Một tràng pháo tay thật lớn cho anh Bình quý vị. Cảm ơn anh. 206-383-5939. 8 là anh, số 8. Có em hả? Phải không? Rồi, một tràng pháo tay thật lớn cho Dũng Trần quý vị. Dung Trần. Thôi em, Dung Trần hả? Rồi, em thích cái nào có thể chọn cái trước. Thôi lấy một cái lấy duyên Phật của chương trình Phật Học mà. Em lấy một món quà lấy duyên nha. Ok rồi, cảm ơn em. Mình đã có được 6 giải rồi con. Bóc nhanh. Một cái thôi nha. Rồi, anh đắt lên thêm. Tại vì em cứ bóc ở phía trên thôi mà. Phạm Thị Ngọc Như với số phone là 360-448-5413. 360-448-5413. 360-448-5413. Rồi, anh cầm này. Có người lên rồi, wow. Phạm Thị Ngọc Như. Rồi, đi chọn một món quà đi duyên cùng với chùa, bức tranh hay là Phật Ngọc hay là những cái kỳ lân nha, lấy một mẫu Phật tài cũng được. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn quý vị. Rồi, thì chúng ta có 7 giải rồi. Con về chỗ nha, con đi ngõ này nè. Ok, ok, Lê Thị Xanh với số phone ở đâu đi, sử dụng hơi lạ. 250-250-889-4063. 250-489-00 489
4063. Đúng không? Anh ơi, nhưng mà hồi nãy giờ có chỉ có là ai chưa nhận được giải? Ai tên? Có đây không? Lê Thị Xanh có không? Em bước lên. Con hổ máu. Sao gọi không bắt phone? Hồi là lúc đầu chùa đã nói rồi, giờ này là đừng bắt phone, anh chỉ vào phone của chùa thôi. Em hy vọng với lát chị cũng trúng thêm chiếc xe hơi vậy đó. Nếu là chị mua 2 vé nha. Đúng không? Chị mua 5 vé hả? Rồi. Cái vé của chị có không? 136. 136 rồi. Một tràng phát tay thật lớn cho chị quý vị. Có chút món quà nào chị? Rồi. Con. Ok rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Con bóp một cái đi. Rồi, đây chú đọc mấy giải rồi. Cảm ơn con. 253 232 8044 232 8044. Đây sai, đọc lại nào. 253 237 thì sao? Để 232 không được. 8044. Rồi, cái số phone này bấm, làm em ghi giùm em số phone nào. Nha. Mấy vé rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, rồi một giải nữa. Rồi, con xong rồi ha, cảm ơn con. Tên là Nguyễn Nam, Nguyễn Nam. Ở tập khô mà. Số phone là 253 503 9775. Nguyễn Nam. Lại lần nữa giùm em đi. 253 503 9775. Nếu là quý vị khán giả đây mà có thể được thì cầm nghe đọc quý vị đọc số phone quý vị thách cho người đó giúp dùm quý vị cũng được. 253 503 9775. Ai giúp dùm quý vị cầm cái điện thoại thách cho quý vị chúng cái dạy ăn của tại chùa Dược Sư. Dạ, anh đang thách giùm em phải không? 253 503 9775. Rồi, đủ 10 giải chưa? Ok. Ok, rồi cái giải 3 bước tranh ở phía đây trước nha. Ok, rồi. Mình cho vô cái một cái bao thư đi anh. Cái đó là chúng là mình cái cùi mình bỏ vô luôn đi cho nó, nhiều khi người ta sẽ cầm cái cùi lại. Ok rồi, mình sẽ lấy cái giải thưởng 200. Rồi cầu hoàng con để chú lắc lên à, anh lắc lên một lần nữa, không sẽ sóc lên cái đi anh, để ở dưới á cái bé đó sóc lên. Yeah, để cho công bằng, tại mấy bé cứ bóc ở phía trên không à. Rồi con bóc một số. Rồi con cũng cảm ơn con. Ok rồi, tên là Thanh Đặng với số phone là 206 787 2416. Ai giúp dùm thách dùm tôi hiền. 206 787 2416. Dạ, 787 2416. Thanh Đặng.
206-787-2416. Ai thích giùm em số phone này chưa? 206-787-2416. Với cái những bức tranh thì trị giá 200 đô la. Có chưa? Có ai thích giùm em chưa? Rồi. Anh nói sao? Ok, bây giờ là giải thưởng. Còn mấy giải nữa? Bây giờ là giải thưởng 500 đô la phải không? 500 đô la, bây giờ sao nhiều quá. Một giải 500 đô la và giải 1.000. Con ơi, bây giờ mình chỉ chọn còn có 3 người thôi. Còn ai? Hả? Rồi nói anh lên chúng lên từ đây. Giải 200. Anh còn ở đây không? Anh hỏi sao có 200 đồng vậy? Anh nói với ảnh rằng là nếu ảnh có 10 vé thì ảnh cũng có 1 vé, anh trúng 200, ảnh cũng đã làm may mắn hơn giữa anh chị em khác nha. Hy vọng là năm tới anh sẽ mua nhiều. Tôi hiện nghĩ là anh sẽ lấy chiếc xe hơi đó. Con ơi, bây giờ để công bằng, chú nhờ ba đứa đi để chọn ba đứa nào. Thôi, con nhường cho mấy em đi nha, mấy em nhỏ nhất nha. Khó xử quá quý vị ơi. Bé nào cũng dễ thương, bây giờ tự đuổi cho xuống đâu có được. Làm sao đây? Thôi bây giờ bóc chung làm sao? 1, 2, 3 đâu, bây giờ đứng đây cả bạn vậy biết làm sao đây đó. Rồi con nhỏ đi xuống trước nè đó. Rồi con xuống luôn nha, chú ba con. Con muốn đứng đây hay con muốn xuống dưới chơi? Chú gặp cô Thúy Nga nha. Cô hát nhạc thiếu nhi hay lắm cô Thúy Nga ơi. Đôi giao lưu với mấy đứa em thích nè. Con xuống con lấy cái CD cô Thúy Nga tặng con nha. Con quỷ nha. Ngã quá ngã. Bây giờ xử sao đây em? Con đứt nhiều quá nè. Bỏ một đứa lấy một đứa cũng không được, làm khó. Xin thưa quý vị là thôi thì thật sự không khoan, đừng khoan giải thưởng. Bây giờ mấy các con đứng đây hết đi. Thôi chú đừng lên nữa nha. Tuyền giúp giùm anh đừng lên. Bởi vì chùa cũng còn những cái giải món quà. Tôi hiện là sổ thố thêm những cái giải khuyến khích tiếp nữa đi. Con bóc thêm giải khuyến khích giùm chú. Thật sự là chùa chỉ có 10 giải khuyến khích thôi, nhưng mà quà còn nhiều. Tôi hiện cũng muốn là quý vị ra về cũng có một món quà vui trong gia đình. Bình Nguyễn với số phone là 206-910-9505. Có anh Bình Nguyễn ở đây không? Bình Nguyễn hay chị Bình Nguyễn? 206-910. Ở đâu? Bước lên đây. Rồi 910, anh bước lên đây giúp em. Không, cái này phải giải 500 để em gửi tiếp. Tại vì mình còn rất là nhiều quà mà bé nước thì đứng đây nhiều quá. Chưa có giải 500. 910-9505. Con tiếp được cho bé em lên giùm anh. Anh bên đây. Đâu, bây giờ lấy một món quà giải anh gửi tiếp giùm em còn nhiều quà quá. Anh muốn món nào? Không, giải quà anh gửi của em. Kỳ lân hoặc là Phật Ngọc. Anh thích thật chanh, cái nào cũng được. Anh lấy một phần Ngọc. Rồi, phần Ngọc nha. Rồi, cảm ơn anh. Một tràng hót tay thật lớn cho anh Bình. Anh ngủ đi. Tiếp anh ngủ đi. Chơi hết, chọn khi không khi đó mình chọn. Con có rồi mà phải không? Rồi, con đừng mở đây chú mở. Rồi, con về. Nghĩa và Nghĩa Bùi với số phone là 215. Đóng vé là hạ ôi, đúng là cái. 215-450-4717 có không? Giúp giùm cho Tuấn Hiền 215 ai thấy được 450-4717 Bình Nghĩa Bùi dạy ăn ngủ luôn khuyến khích. Bất cứ món quà nào khi này chứ em nha. Em sẽ sổ cho hết các bé này, em chọn lại 3 đứa thôi. Ok, ghi số phone xuống nè. 215-450-4717. Rồi, con bóc đi con.